Xin chào bà con, chào các bạn đã quay lại với kênh Trại Giấy Hồng Phước. Thì như bà con thấy đây là hai cái vỏ rau, đây là rau muống hả bà con. Thì rau muống này cũng là rau muống trồng hả bà con. Thì cái này là cũng là cậu mình trồng, thì cũng quá lứa rồi nè. Nó rau bây giờ cũng ế lắm, mùa dịch mà bà, đúng không? Thì cái gì cũng ế ẩm. Thì rau bây giờ cũng ế ẩm luôn, thì nó quá lứa rồi, là bắt buộc phải cắt bỏ lên bờ. Thì thay vì cắt bỏ lên bờ thì mình cho dế ăn. Thì rau này thì nó không có thuốc men gì hết á bà con. Đó, bây giờ cắt bỏ rồi mình thuốc men gì nữa, nó không có thuốc bảo vệ thực vật đâu. Thì mình đem về mình cho dế ăn ha bà con. Thì thì cũng nói với bà con, thì một số bà con nói hỏi dế cho ăn cái rau gì ha bà con. Thì nói chung con dế thì nó ăn loại nào cũng tốt hết trơn bà con. Nè, ví dụ như cây rau muống, bà con một số bà con hỏi tôi cây rau muống có ăn được không, thì sợ con dế nó đi tiêu chảy. Thì đúng là cái rau muống nó có chất nhớt á bà con, nó nhớt á. Thì con dế nó ăn có khả năng là bị tiêu chảy. Tuy nhiên thì bà con nên để cái rau muống mà nó khô ráo vậy nè, thì bảo đảm con dế ăn thì nó không có bị tiêu chảy đâu bà con. Nó không có ảnh hưởng gì hết, thì cứ cho dế ăn bình thường thôi. Đó. Chứ ở đây tôi rau gì cũng cho ăn hết. Thì bà con thấy tôi suốt quá trình tôi nuôi thì tôi thường tôi cho ăn cây mì. Thì đúng thật là cái con dế đó bà con, nó ăn cây mì thì nó cực kỳ tốt. Đó, nó ăn cây mì thì tốt cho cái đường tiêu hóa, tốt đường ruột lắm. Con dế nó phát triển cực kỳ mạnh. Thì tuy nhiên thì cái quá trình mình chăn nuôi thì mình nuôi suốt mà, rau khoai mì thì nó cũng hạn chế một phần nào. Trồng nhiều thật nhưng mà cũng hạn chế. Mùa này thì khoai mì của tôi vẫn lên. Tuy nhiên thì nó lên không có kịp đáp ứng đâu bà con. Thì tôi, nếu mà có cái nguồn rau nào dư thì tôi cho ăn cái nguồn rau đó để dưỡng lại cái cây khoai mì của tôi, để sau này tôi cho ăn nó phong phú hơn. Đó, thì rau nào dế nó cũng ăn được. Thì tôi vừa cho ăn, tôi bỏ vô, tôi vừa quay á, thì bà con ví dụ như có rung có lắc á, thì bà con cũng thông cảm hả bà con. Đó, đây cái bầu dế đang đẻ hả bà con. Đó, bà con thấy nó lên kính mít khay hết. Những ô dế đang đẻ thì tôi cũng cho ăn như những ô dế kia thôi, chứ không có gì. Cũng cám, rau. Đây. Thì trại hiện tại thì vẫn đang cung cấp trứng dế bình thường ha các bà con. Mùa dịch, tuy nhiên thì cái dịch vụ bên vận chuyển, cái đơn vị vận chuyển á, thì vẫn nhận đơn mình hỏi, mình có hỏi hôm trước thì có một số bà con hỏi mùa dịch thực hiện cách ly xã hội này thì có còn vận chuyển trứng dế không, thì trứng dế vẫn vận chuyển bình thường ha bà con. Đó, đơn vị giao hàng bên mình thì vẫn nhận hàng bình thường đó. Với lại bên mình trong cái năm 2020 thì mình được cái mình là cái khách hàng lớn của bên đơn vị giao hàng á, thì mình được hỗ trợ là hỗ trợ cái tiền ship cho bà con ở xa. Thì nói chung là trong năm nay thì cái cước mà cực kỳ rẻ ha bà con. Giống như những bà con mà có mua trứng dế hồi trước á, thì cái cước nó hơi cao. Bây giờ thì cái cước nó cực kỳ rẻ, rẻ hơn hơn một nửa luôn á, hơn một nửa so với hồi trước. Nó thì tôi cho ăn, tại vì tôi có một tay à, rồi tôi đi qua đi lại vậy thì
cái máy hơi rung hay bà con, thì cũng bà con cũng thông cảm coi xem đó. Thì quay lại thì cái việc mà giao hàng, cái đơn vị giao hàng á, thì mình được cái giá rẻ thì bà con chăn nuôi thì được cái món hời ở chỗ đó ha bà con. Đó thì bà con khi mua trứng á, thì được cái giá cước nó rẻ, thì vài chục ngàn thôi, giống như phí chuyển thường thôi, nhưng mà là chuyển nhanh đó. Nhưng mà áp dụng cho cái trại mình thôi đó, thì cũng thông báo một cái tin vui như vậy cho bà con nắm, để bà con có cái kế hoạch chăn nuôi ha bà con. Thì trong cái thời gian, trong cái mùa dịch này á bà con, thì bà con nếu mà hạn chế ra đường thì cũng tận dụng cái thời gian mà mình sản xuất chăn nuôi tại nhà đó, như các cái con vật nuôi khác cũng được, hoặc là con dế thì cũng được. Nếu bà con nào cần tư vấn về con dế thì cứ liên hệ trực tiếp trên cái màn hình, tôi có để số điện thoại ha bà con. Đó thì có Zalo, Facebook ở trên phần mô tả, ở dưới phần mô tả. Đó thì bà con, bà con nếu mà con cần gì tư vấn thì cứ liên hệ số điện thoại hoặc là Zalo của tôi. Thì có một đôi lời chia sẻ đối với bà con trong cái buổi chiều hôm nay vậy thôi. Thì cũng chúc bà con được sức khỏe ha bà con. Đó, vượt qua cơn đại dịch. Thì và cái thứ hai là chúc bà con được nhiều cái mô hình phát triển chăn nuôi cho nó thành công và phát triển càng ngày càng giàu lên ha bà con. Rồi chào bà con nha.